vụ tai nạn máy bay tại Ethiopia hôm 10 tháng 3 vừa qua đang dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn của dòng máy bay Boeing 737 Max. Hôm 12 tháng 3, cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA đã trấn an rằng là Boeing 737 Max vẫn là mẫu máy bay đủ tiêu chuẩn để bay. Còn hãng Boeing thì phải có những thay đổi về thiết kế trước tháng 4. Ngay sau tuyên bố của FAA thì Boeing cho biết là hãng này sẽ cập nhật phần mềm của dòng sản phẩm này. Boeing từng chia sẻ là sau vụ tai nạn của chiếc 737 ở Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái, thì hãng cũng đã dành nhiều tháng để gia cố phần mềm kiểm soát bay cho tất cả những chiếc 737 Max. Theo thời báo New York, 737 Max là mẫu máy bay cạnh tranh trực tiếp với A320 của Airbus. Đây là phân khúc tiết kiệm nhiên liệu, thế nhưng động cơ lại to hơn so với bản cũ. Để kiểm soát vấn đề động cơ, Boeing đã cập nhật phần mềm cho hệ thống kiểm soát bay. Hệ thống này thì tự động và nằm ngoài khả năng kiểm soát của các phi công. Với vụ việc tại Ethiopia thì có hai giả thuyết có thể nghĩ tới, đó là hoặc do lỗi của phần mềm tự động này, hoặc là do phi công cố gắng điều khiển thủ công khi gặp sự cố. Trong khi nguyên nhân cuối cùng gây ra tai nạn chưa có câu trả lời xác đáng, ngay cả vụ việc ở Indonesia vào năm ngoái cũng vậy, thì một thực tế là mẫu máy bay 737 của Boeing lại đang được sử dụng rất nhiều bởi các hãng hàng không tại Mỹ và cả trên thế giới. Theo tờ Bưu điện Washington thì 737 Max đã từng là mẫu máy bay bán chạy nhất của Boeing. Giá rẻ, chi phí bảo dưỡng thấp lại chở được nhiều khách hơn. Nó mang lại lợi nhuận tối đa cho các hãng. Boeing từng quảng cáo là các phi công sẽ không cần phải bay giả định mà lái được ngay. Vì thế sau gần 2 năm ra đời đã có 354 chiếc được xuất xưởng, 2.912 đơn hàng mới nằm chờ. Bản thân hãng hàng không của Ethiopia cũng đang đợi thêm 25 chiếc nữa. Nhật báo Forbes đưa ra danh sách các khách hàng đang dùng 737 Max nhiều nhất. Ở Mỹ thì gồm có Southwest Airlines, dịch vụ vận tải của GE, American Airlines. Nước ngoài thì có hãng hàng không của Canada, Na Uy và Trung Quốc. Các hãng hàng không của Mỹ thì vẫn tiếp tục để những chiếc 737 Max bay sau tuyên bố của cơ quan hàng không liên bang. Nhưng hàng chục quốc gia đã cho tạm ngưng hoạt động của dòng máy bay này. Ước tính số máy bay bị dừng hoạt động đã lên tới khoảng 40% tổng số đơn hàng mà Boeing đã bán ra trên toàn cầu. Phản ứng của các nước chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không hề nhỏ với Boeing, với cả các hãng hàng không. Tuy nhiên các nước có lý của họ khi cho rằng là chừng nào chưa tìm được ra nguyên nhân và chưa giải quyết được một cách triệt để, thì sự an toàn của hành khách vẫn sẽ là trên hết.